Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái khóa học về làm YouTube online. Thì đầu tiên trước khi mà chúng ta đi vào cái khóa học này thì chúng ta sẽ biết được lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải làm với cái YouTube online này, cái kênh marketing từ cái kênh YouTube. Chúng ta sẽ hình dung cái quá trình mà từ cái lúc mà khách hàng người ta biết đến chúng ta để mà chúng ta kinh doanh trong cái quá trình mà chúng ta kinh doanh tại cơ sở trầm ba của chúng ta, đúng không ạ? Là đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng tiềm năng. Lượng khách hàng tiềm năng này nó có thể là từ bạn bè chúng ta, khách hàng tiềm năng này có thể là từ cái trên trang Facebook cá nhân chúng ta, từ một cái trên page chúng ta, hay là từ trên YouTube, hoặc là từ blog, hoặc là từ những cái cộng đồng nào đấy của chúng ta từ trước đấy. Sau đó thì từ những khách hàng tiềm năng này chúng ta bắt đầu chúng ta mời người đến với cái cơ sở spa của mình, có thể là một cái buổi khai trương, một buổi hẹn gặp gì đấy khai trương, hoặc là chúng ta tổ chức tri ân khách hàng, hay là một buổi chuyển giao công nghệ mới. Và lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta hẹn gặp khách hàng đến với cơ sở chúng ta. Và sau khi mà chúng ta hẹn được khách hàng đến rồi thì lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta tư vấn cho khách hàng. Và cái việc mà chúng ta tư vấn để chúng ta bán những cái dịch vụ thì đấy chính là cái quá trình mà chúng ta chốt sale. Từ cái quá trình chúng ta chốt sale xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta điều trị cho khách hàng. Và để điều trị cho khách hàng thì lúc này nếu mà chúng ta điều trị khỏi rồi thì có thể là khách hàng người ta sẽ mua tiếp cho chúng ta một liệu trình mới, hoặc là người ta sẽ giới thiệu cho mình một cái khách hàng khác và nó sẽ quay trở lại cái khách hàng tiềm năng của chúng ta, và chúng ta lại tiếp tục cái quy trình như thế. Thì rõ ràng đây chính là một cái mô hình để mà chúng ta kinh doanh, và cái mô hình này từ ngày xưa nó đã áp dụng rồi. Tuy nhiên thì phần lớn một số các cơ sở spa chúng ta, hoặc là các bác sĩ khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta bước ra vào kinh doanh, đúng không? Chúng ta tập trung vào ngay cái vị trí này. Tức là chúng ta được dạy về chuyên môn của chúng ta được học về những cái kỹ thuật để mà chúng ta điều trị. Sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta ra chúng ta mở cái cơ sở chúng ta. Và khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ không có những cái kênh nào để đưa cái khách hàng tiềm năng này đến cả. Và thường lúc đấy khi mà chúng ta mở thì có thể là có những cái khách hàng mà bạn bè chúng ta, người thân, những người mà xung quanh khu vực đấy. Và cái đối tượng đấy nó không hề nhiều. Và bởi vì thế là cái việc mà tạo ra những khách hàng giai đoạn đầu nó cực kỳ khó khăn. Và rất là nhiều người tầm khoảng 6 năm thì lúc đấy mới bắt đầu mới có lượng cái lượng khách hàng ổn định để chúng ta mới bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại nếu như các bạn vẫn làm theo cái mô hình đấy thì nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vì khi tới thời điểm hiện tại khi mà chúng ta kinh doanh ấy, có rất là nhiều sự cạnh tranh, và đặc biệt là số những cái liên quan đến cái chi phí chúng ta, chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê nhân viên. Và nếu như giai đoạn đầu mà chúng ta không có khách hàng luôn thì lúc đấy nó sẽ có thể dẫn đến tình trạng là nhân viên nó sẽ bỏ chúng ta, nó sẽ đi, và cái chúng ta sẽ không thể chịu được về cái tiền thuê nhà, và lúc đấy bắt buộc chúng ta phải đóng cửa từ ngay cái giai đoạn đầu này. Và bởi vì thế là trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để làm sao chúng ta phải có cái quan trọng trước khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi vào kinh doanh, chúng ta sẽ phải có cái lượng khách hàng tiềm năng này trước cái đã. Trong đó thì song song với cái quá trình mà chúng ta có cái lượng khách hàng tiềm năng này, chúng ta sẽ phải có cả cái chuyên môn, và tất cả những cái này nó sẽ phải đồng bộ nhau trước khi mà chúng ta bước vào chúng ta kinh doanh. Tức là để mà chúng ta kinh doanh thành công nó sẽ phải có đầy đủ tất cả những yếu tố này, chứ không phải là mỗi một cái yếu tố về cái việc mà điều trị giống như trước đây chúng ta. Thế thì để làm sao mà chúng ta có cái lượng khách hàng tiềm năng thì lúc đấy chúng ta sẽ phải xem là khách hàng chúng ta ở đâu, người ta đang gặp vấn đề gì, và chúng ta chia sẻ những cái giải quyết vấn đề cho người ta, và lúc đấy nó sẽ kéo khách hàng về cho chúng ta vào cái vị trí chỗ này. Thì có rất là nhiều những cái vị trí để mà chúng ta có thể kéo khách hàng về, chẳng hạn như chúng ta có thể kéo khách hàng ở trên YouTube. Có những khách hàng thì người ta sẽ xuất hiện ở trên YouTube, và lúc đấy chúng ta sẽ phải làm những cái video trên YouTube để cho người ta tìm thấy mình. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái data khách hàng tiềm năng ở trên YouTube. Sẽ có những khách hàng người ta sẽ xuất hiện ở trên Facebook. Facebook chúng ta. Ở trong cái Facebook này nó có thể là Facebook trang cá nhân, có thể là dạng page hoặc là dạng group. Thì ở đấy khách hàng người ta sẽ xuất hiện ở những vị trí đấy, và chúng ta cũng phải xuất hiện ở chỗ khách hàng để chúng ta có thể là giải quyết các vấn đề cho người ta. Sau đó chúng ta sẽ kéo người ta đưa vào cái data khách hàng tiềm năng này. Hoặc là chúng ta có thể là từ những cái blog chẳng hạn, người ta sẽ lên trên Google, có những khách hàng người ta sẽ lên Google người ta tìm kiếm, và chúng ta sẽ xuất hiện ở trên Google bằng cách là chúng ta có những cái trang website hoặc là dạng blog để chúng ta đưa khách hàng vào tiềm năng này. Hoặc là có nhiều người chúng ta sẽ tổ chức theo kiểu như là chúng ta phát voucher, hay là chúng ta kết hợp với những cơ sở khác phát voucher hoặc tổ chức các buổi hội thảo, thì đấy cũng là để tạo ra khách hàng tiềm năng này, hay là những cái chương trình hội thảo chúng ta tổ chức ạ. Những chương trình hội thảo ví dụ như chẳng hạn như chúng ta có thể là báo cáo ở một cái cơ nào đấy, hoặc là một cái trường học nào đấy, và chúng ta sẽ nói về một cái dịch vụ nào đấy của khách hàng, và lúc đấy người ta bắt đầu người ta tin mình thì người ta sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng chúng ta. Từ những cái hội thảo, hoặc là sẽ có những trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng những cái người nổi tiếng, bởi vì những cái người nổi tiếng người ta sẽ có những cái lượng data khách hàng rất là lớn rồi, và lúc đấy thì chúng ta sẽ thuê những người nổi tiếng đến, và những người nổi tiếng đấy người ta sẽ nói tốt cho chúng ta, và chúng ta sẽ kéo toàn bộ cái data khách hàng từ cái người nổi tiếng đấy về cho chúng ta. Thì đấy chính là cái mà chúng ta sử dụng những người nổi tiếng để mà chúng ta đưa khách hàng về đây.
Thế thì rõ ràng là nó có rất là nhiều những cái cách để mà chúng ta có thể là tạo ra cái data khách hàng tiềm năng. Đây chỉ là một số những cái cách mà tôi sẽ liệt kê thôi, còn rất là nhiều những cái khác khác nữa. Chẳng hạn như chúng ta có thể là chạy trên những cái ô tô đúng không ạ, cái banner trên ô tô, hay là xuất hiện những cái biển quảng cáo, hay là ở những cái siêu thị hay là sân bay. Thì đấy cũng chính là chúng ta để cho chúng ta xuất hiện ở chỗ nào có khách hàng thì chúng ta sẽ xuất hiện chỗ đấy để nó đưa cái khách hàng tiềm năng về cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới đầu chúng ta hẹn gặp để mà chúng ta tiến hành quá trình chốt sale hay là điều trị cho khách hàng. Thì trong cái video này tại sao tôi lại lựa chọn cái YouTube là cái đầu tiên? Bởi vì khi mà tôi bắt đầu tôi mới nhận thấy là rõ ràng là khi mà chúng ta hẹn gặp khách hàng, chúng ta ngồi chúng ta tư vấn cho khách hàng ấy, thì lúc mà chúng ta tư vấn thường mọi người sẽ có những cái nó trở ngại là cái kỹ năng tư vấn chúng ta nó không được tốt. Và khi mà chúng ta làm YouTube ấy, mọi người sẽ thấy là khi mà mới trên mọi người thường rất là ngại, mọi người không dám nói gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta làm YouTube, chúng ta làm nhiều, chúng ta làm nhiều đi rất là nhiều. Thường ví dụ như một học viên của tôi sau khi mà làm tầm 20 cái video YouTube ấy, thì lúc đấy tôi không nói về cái vấn đề về chuyên môn hay là vấn đề marketing, nhưng cái đầu tiên các bạn nhận được ấy là các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Sau khi mà các bạn làm được 20 video thì lúc đấy các bạn sẽ phải rất là tự tin rồi. Và cái việc tự tin chúng ta cái ngồi chúng ta tư vấn cho khách hàng, chúng ta chốt sale nó sẽ được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là đối với cái kênh YouTube, từ khi mà chúng ta bắt đầu làm về YouTube thì cái chuyên môn của chúng ta nó cũng trở nên nó sẽ tốt hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta có thể tự tin chúng ta nói được trước như thế này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nội dung đấy rất là kỹ. Thường thì để mà tôi có một cái kênh YouTube thì đầu tiên tôi sẽ phải đọc rất là nhiều. Sau khi mà tôi đọc xong tôi bắt đầu tôi phải ghi ra giấy. Sau khi ghi ra giấy xong bắt đầu tôi ngồi tôi đọc lại ở trên cái nội dung ghi đấy. Và sau khi mà tôi đọc lại ghi lúc đấy thì mới bắt đầu tôi có thể là quay cái video được. Hoặc là sau khi mà tôi làm nó mới có kinh nghiệm, lúc đấy tôi bắt đầu tôi mới quay video được. Và cái việc mà để mà chúng ta có được một cái video ấy, nó bắt đầu rồi đọc lại này, rồi quay lại, và cái việc nó làm cho cái chuyên môn chúng ta nó sẽ ăn vào trong đầu chúng ta lâu hơn. Và cái việc đấy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cái khả năng tự tin hơn khi mà chúng ta chốt sale, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là cái kiến thức chúng ta nó sẽ càng ngày càng tốt hơn để mà trong cái quá trình nó điều trị. Thì đấy chính là lý do mà tại sao tôi bắt đầu từ kênh YouTube đầu tiên, là chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm YouTube chúng ta sẽ tự tin hơn để chúng ta chốt sale, chúng ta sẽ tự tin hơn để mà chúng ta có thể là điều trị cho khách hàng. Và cái thứ ba nữa là khi mà cái kênh YouTube này bắt đầu nó càng ngày nó càng phát triển rồi ấy, thì rất là nhiều người khi mà chúng ta tìm ở trên kênh YouTube ấy, người ta sẽ thấy mình xuất hiện. Bởi vì ngày trước ấy, khi mà chúng ta có thể là chúng ta xuất hiện bằng cách là chúng ta viết bài, chúng ta đăng những bài quảng cáo, nhưng càng ngày thì khách hàng người ta sẽ càng mất niềm tin vào những cái cơ sở rồi, và người ta muốn nhìn trực tiếp với mình cơ. Và bởi vì thế là đối với kênh YouTube thì cái việc mà chúng ta có thể là kết nối trực tiếp với khách hàng nó sẽ dễ hơn. Và đấy chính là lý do mà tôi sẽ làm kênh YouTube này. Và mà chúng mọi người sẽ thấy đúng không ạ, là chúng ta sẽ có kênh YouTube nó sẽ giúp cho chúng ta là tự tin hơn để mà sau này chúng ta có thể là chốt sale, nó có thể là giúp ta tự tin hơn về cái chuyên môn để chúng ta có thể là điều trị, và nó sẽ tạo ra một cái lượng khách hàng tiềm năng rất lớn để mà đưa về cho này chúng ta. Chẳng hạn như kênh YouTube của tôi bây giờ mỗi ngày nó rơi tầm khoảng 7.000 người xem ở trên cái kênh YouTube của tôi, và nó sẽ tăng lên liên tục như thế. Thế thì đấy là lý do mà tại sao tôi lại làm YouTube. Thế thì chúng ta thay vì chúng ta làm YouTube chúng ta có làm những cái này hay không, thì đấy chính là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi tôi. Thế thì thường khi mà tôi làm tôi sẽ làm song song giữa YouTube và Facebook, một số những cái này thì tôi sẽ làm phía sau đấy. Bởi vì tại sao? Khi mà chúng ta có một cái data trên YouTube nó đủ lớn rồi ấy, thì chúng ta có thể là chuyển cái data này sang web, chúng ta có thể là chuyển cái data này sang Facebook, hoặc là chúng ta chuyển cái data này sang cái hội thảo gì đấy, nó rất là dễ dàng. Chẳng hạn như là bây giờ tôi có một cái video trên YouTube, và trong cái video tôi sẽ nói về cái nội dung ở cuối cái video đấy, tôi sẽ nói là các bạn có thể là tham khảo thêm về Dr. Ngọc tại cái đường link của Facebook này, và tất cả những người mà xem YouTube cái người ta sẽ đổ về Facebook, và lúc đấy chúng ta sẽ có cái data nó sẽ chuyển sang đây một cách rất là nhanh. Khi mà chúng ta có một cái data nó đủ lớn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ chuyển dần và nó chuyển tập trung về chỗ này. Nên là bây giờ tại thời điểm hiện tại thì tôi sẽ tập trung vào cái YouTube trước, sau đó thì tôi bắt đầu tôi làm cả Facebook. Đấy là lý do mà tại sao tôi sẽ làm YouTube đầu tiên, và đấy cũng là cái mà cái video đầu tiên này tôi muốn cho các bạn là chúng ta sẽ phải sử dụng cái YouTube để mà chúng ta bắt đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này, và hẹn các bạn ở video tiếp theo.